nóng tính và khi mà nói chuyện với nhau á, thường là cổ hay lên giọng, và cổ kiểu mình đi làm về cũng cực quá, cũng tội nghiệp bà xã mình làm rất là cực. Tính của mình thì mình lại không có chịu được, nhà mình nhắc nhở mình nói, nhưng cái tính của ấy thì nó khó thay đổi. Rồi cũng tưởng là gãy nhiều lần rồi đó, nhưng mà được. Chính nhờ đứa con nó là một cái sợi dây mà hàn gắn, chứ vợ chồng nào mà không có con thì dễ bị đứt lắm. Bây giờ nó 6 tuổi rồi, mỗi lần ba mẹ mà có gì mà nó chỉ cần nghe cái giọng hơi lớn nó hiểu vấn đề nói chuyện. Thôi đi ba, thôi đi mẹ. Nó kiểu mà nó là cái người cản. Trời ơi, nói vậy thôi chắc chắn là anh về không thể nào bỏ vậy. Dạ. Có nó là thôi là phải nhịn hết. Anh thí dụ anh giận quá bây giờ. Hồi xưa thì còn đứng lại này nè, bây giờ anh biết và anh im lặng và anh đi. Anh đi để cho anh bớt nóng, anh xuống. Rồi khi nào hết nóng là mình về chứ. Rồi mình coi camera, mình thấy nó ở nhà, nó kêu mẹ gọi điện cho ba đi, rồi nó khóc lóc vậy nè. Nó chính như nó là một cái sợi dây gắn kết. Vậy thì ngoài cái nóng tính ra thì chị còn cái tính gì mà anh thấy cần nên sửa không? Là hay lục điện thoại, rồi coi tin, rồi kiểm tra. Mà của anh đúng không? Đúng rồi. Anh thấy cái đó là chuyện bình thường của phụ nữ mà. Anh thì anh thấy cái điều đó là nó không nên. Suốt bao nhiêu năm nữa em lục thấy có gì không? Tại vì mình phải hoàn toàn tin tưởng nha. Em cũng vậy. Chắc là do anh em mình đi làm đó, công việc đi quay, đi xa, đi này nọ đó. Tính em cũng giống anh á. Hiện tại thì vợ em không có lục tin nhắn của em. Nhưng mà thật sự thì ít khi nào mà cho vợ em đọc tin nhắn. Dạ chào anh. Đàn Ngọc Trai. Em chào anh. Xin chào khán giả đang xem chương trình. Ngày hôm nay thì là chúng ta sẽ tiến hành khai thác những cái câu chuyện mà khá là thâm cung bí sử, mà là ít khi nào mà anh Hiệp chia sẻ đối với lại báo chí. Hy vọng là anh sẽ chia sẻ với tụi em nhé. Tự nhiên. Ok, được. Vậy được rồi đúng không? Được sự đồng ý của anh Hiệp là ok rồi đó. Chơi liền. Chơi. Anh, khi mà là anh biết tin là vợ mình mang bầu đó, thì đưa cái que hai vạch, thì lúc đó cảm xúc của anh như thế nào? Rất là hạnh phúc. Tại vì anh lập gia đình cũng hơi muộn. Không cần biết trai hay gái, chỉ cần là mình có được một đứa con mạnh khỏe. Đó là cái điều mà mơ ước của anh. Vậy thì là trước đó thì cả hai anh chị có lên kế hoạch không? Cũng may là bà xã mình là làm bên nữ hồ sinh. Những cái sự tính toán của bà xã mình là nằm trong kế hoạch hết. Trước khi mà hai vợ chồng có con là bà bắt mình đi xét nghiệm hết tất cả các thứ, kể cả HIV, kể cả tôi tinh trùng như thế nào luôn. Rồi bà xã đi chích ngừa cho nữ để mà chuẩn bị mọi thứ. Và 23 thì anh cưới, thì 24 là có hai mẹ. Nhưng mà anh Hiệp vừa mới chia sẻ một cái chi tiết đó nha, mà là trai thấy có khá là nhiều các cặp lại không làm cái điều này, đó chính là đi khám ngay từ lúc đầu. Họ ngại đó. Nhưng mà cái này nó chỉ là khám thôi, và cho biết rằng là liệu rằng cái vấn đề có thai là không có thai á, là nó có nằm ở hai đối tượng hay không, đúng hay là ở một cái khía cạnh nào khác. Thì anh Hiệp có thấy là đây là một cái việc mà những cái gia đình mà chuẩn bị đón thiên thần của mình á, nên làm không? Chắc chắn mình nghĩ là nên làm. Như anh em mình thường là không nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Nhưng bà là trong cái chuyên môn nên đâm ra là hoàn toàn là bà kêu cái gì mình làm đó. Cũng rất ngại chuyện đó, nhưng mà thứ nhất là phải tốt cho con. Cái quan trọng hơn hết thì em thấy đó chính là sự ổn định về tâm lý. Thì mình biết rõ câu trả lời như thế nào thì là mình sẽ không có suy nghĩ lăng tăng. Mà có một cái thông tin trai nghĩ rằng thì các anh em nên để ý nha. Tại vì thật ra là có hay là không có, hoặc là con trai hay là con gái, là do đàn ông chúng ta đó mọi người à, không phải là do phụ nữ đâu. Cho nên là ngay từ lúc đầu thì thôi mình cứ đi khám đi. Vậy thì trong cái lúc mà chăm sóc vợ bầu á, vợ anh có hay ngén nhiều không anh? Cô ấy nói chung là cũng được kinh nghiệm nên là cô ấy tự lo là chính.
Còn mình thì bà thèm cái gì, muốn ăn cái gì đó là mình chiều. Khi mà có ngán gì đó, cái thèm ăn đủ thứ, nhất là hải sản, về ốc thì mấy món đó gặp mình cũng thích nữa mà. Nên là mình chở đi ăn. Nên là khi mà cái thời điểm đó là mình cũng lên cân theo bà xã luôn. Đợt đó là anh lên cân nhiều. Đỉnh điểm của anh lên cái cân là nhiêu anh? 82. 82 kg. Trời ơi, bữa đó mình lên 85 kg mà bây giờ vẫn đứng hình luôn, không xuống được. Hỏi lại đi, bớt nhậu. Không có, đừng có liên quan, cái gì cũng đổ thừa hết trơn á. Anh phụ vợ tôi. Anh phụ vợ tôi. Thấy không? Mà có nhậu không? Cũng lai gai lai gai. Thấy không? Nhưng chắc là do nhậu đó, cái bụng nó mới vậy, bớt đi. Ngồi vậy thôi mà là còn phải cứng lúc ra nữa anh. Chứ thôi là nó khó thở. Trong cái quá trình mà là chị nhà đang mang thai thì là nội tiết tố thay đổi, là cơ thể cũng bắt đầu thay đổi luôn, rồi bắt đầu xuất hiện mụn, rồi cảm thấy tự ti về bản thân mình. Thì lúc đó anh có ở bên cạnh vợ mình để mà là chia sẻ những cảm xúc này không? Có chứ. Ngoài công việc đi dạy, đi quay của anh ra thì anh thường là ở nhà trong cái thời điểm đó là hạn chế bạn bè hết mọi thứ để ở bên cạnh. Thì cô ấy hay mặc cảm, kiểu mà người mà giống như bơm bong bóng rồi lên tới 25 kg khủng khiếp đó. Rồi mặt thì nổi đầy mụn hết, than vãn hoài, nói anh em xấu rồi anh có này nọ gì không, có chê rồi có gì. Cái mình lại nịnh đầm mà nói trong lúc này anh lại thấy là em đẹp nhất. Phải nịnh, phải ráng vuốt để mà tạo cái tâm lý an tâm cho vợ. Thực ra mà nói thì là cảm xúc của người phụ nữ mang bầu nó chỉ gói gọn trong vài ba chữ thôi. Họ suy nghĩ rất nhiều mà lúc nào cũng cảm thấy là có cảm giác tủi thân. Thì luôn luôn mong muốn của người phụ nữ là sẽ có một ai đó, nhưng mà quan trọng hơn hết đó chính là người chồng ở bên cạnh mình. Thì cái quá trình mà là chị sinh á, thì mọi thứ nó có thuận buồm xuôi gió không anh? Bà xã mình sinh thường. Đang ngủ vậy đó, đang khuya 1 giờ mấy 2 giờ vậy đó, đánh thức dậy. Anh em vỡ ói rồi, chở em đi lên bệnh viện. Cái mình mới nói là sao, để sáng đi, để cũng như giờ còn 2 giờ mấy 3 giờ. Trời ơi, bà chửi quá trời. Tại mình không biết đúng không? Mình không biết. Dạ. Em đẻ mà đợi gì đó. Rồi mau mau là xách. Lúc đó là đang mặc đồ ngủ, là xách xe chạy chở ra, chở lên bệnh viện luôn. Chở bệnh viện thì bệnh viện của cô ấy đang làm luôn. Lúc đó là bà xã mình làm bên bệnh viện phụ sản Mekong trước. Đó làm Mekong là một trong những bệnh viện tuyến đầu đó. Đó. Tới sáng thì tới sáng cũng sao là xanh luôn. Đầu anh cũng có nói em thôi thì em làm ở trong đó thì gần tới ngày đó em biết á, em ở trong đó luôn đi. Viên sẵn mình an tâm. Nhân viên sẵn. Sợ chuyển dạ mà chạy không kịp, nghe đọc báo chí rồi đó, thấy mấy vụ mà đẻ giữa đường thì đã sợ. Thì cô nói không sao đâu, em biết cái thời điểm đó. Thì cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất là lúc mà bà xã mình sanh á, thì bác sĩ cho mình vô đứng để coi vợ đẻ. Thì ngay cái thời điểm mà vợ đẻ đó là nhằm cái lúc mà nghỉ trưa của bệnh viện. Nên là các chị em mà làm chung với bà xã đó lên cổ vũ, lên đứng xung quanh này nè. Thì đó, bà xã thì nằm đó mà đẻ đây, mấy chị đứng xung quanh thì vỗ tay cổ vũ. Cố lên, giống như cổ động viên bóng đá vậy đó. Rồi cổ sanh ra, bác sĩ ẩm ra là mình là người mà cắt dây rốn em bé. Nên là rất là tuyệt vời cái thời điểm đó. Em lại vẫn chưa có được cái cảm giác là tự tay cắt dây rốn. Lúc mà làm cắt dây rốn á thì anh có sợ không? Cũng rung tay chứ sao không rung được. Không, tại vì bác sĩ thì ẩm rồi dây rốn nó dài ra như này thì mình cắt ở giữa thôi, chứ không có đến mức độ mà cắt sát em bé vậy. Dạ. Nên mình cắt ở ngoài thôi. Nhưng mà nhìn em bé thì thấy sợ. Thì nó nhỏ, nó nhỏ mà nó tím tím, nó tái tái, rồi cái đầu nó thì dài thòn á. Một lát rồi mới thấy nó đầu nó từ từ nó hồng hào, rồi để lên ngực mẹ đó, da kề da vậy đó. Hồi nãy anh có nhắc tới cụm từ là bạn bè đứng xung quanh như là cổ vũ bóng đá. Chắc đó là lý do tại sao mà là anh đặt nickname ở nhà con mình là Bon đúng không anh?
Bon thì tại vì anh cũng là mê bóng đá à. Đặt cháo như quả bóng vậy đó. Tiện. Thì là khi mà ở nhà thì là hai vợ chồng anh là sẽ phân chia ra cái vấn đề là ai sẽ chăm con buổi sáng, rồi ai sẽ chăm con buổi chiều, rồi tối hay sao, đúng không? Anh thì được may mắn cái là được bà ngoại, mẹ vợ. Thì rước mẹ vợ qua nhà ở từ lúc mà bà xã sắp sanh rồi. Và tới bây giờ mẹ vợ vẫn ở bên đây để chăm con, tới bây giờ hai vợ chồng đi làm suốt. Bé có dễ không? Nó được cái là từ khi mà sanh nó ra tới giờ nó cười suốt à. Nó không có khóc nhè, nó ngay cả lúc mà nó bệnh, nó cảm, nó cũng không có nhè nó khóc nữa, rất là mạnh mẽ. Mình thấy nó giống như là đó là một cái điều mà may mắn đến với vợ chồng mình, nó rất là tươi, cười suốt à. Cũng có thể á, là trong cái quá trình mà là chị đang mang bầu á, là anh luôn luôn tạo điều kiện, tạo tiếng cười cho chị, cũng như là tạo cho chị một cái tâm lý thoải mái nhất và cái sự an tâm nhất định để cho chị có thể dưỡng thai và thai nhi nó sẽ phát triển tốt hơn. Đúng rồi, thì cũng có nghe mọi người kêu là nghe nhạc thính phòng, nhạc Mozart, nhạc gì đó để cho con có phát triển được tốt. Và mình trong cái thời điểm đó thực sự là giờ bà nói với con mèo, bà chỉ con chuột, mình cũng phải nói con chuột nữa để mà nói mọi thứ để chiều vợ, để an tâm. Có bao giờ mà anh lơ là nhiệm vụ mà chị phải nhắc cho anh không? Ngay cả chuyện mà thay tả rồi các thứ mà mình thấy mình nó ị cái là đây mình ngán rồi đó, là bây giờ quay lưng mình trốn đi. Sợ ngại. Anh là quay lưng trốn rồi đó, bây giờ thanh niên nè. Thì lâu lâu thì thay một hai lần thôi. Tay không đúng thì không cho thay nữa chứ gì hết trơn á. À vậy đó hả? Nói chung là mình cũng muốn làm, nhưng mà tại vì đôi lúc mình hơi bị lóng ngóng. Nhưng mà có bao giờ là giữa hai anh chị xảy ra mâu thuẫn trong cái vấn đề là sẽ nuôi dạy con cái như thế nào không? Cái đó thì nhiều. Mình là dân thể thao, mình muốn con mình vận động nhiều hơn, chơi thoải mái và phát triển tự nhiên rồi đó. Còn cô ấy thì lại muốn cho con ép học này học nọ, học tùm lum tùm la hết. Cũng may mắn là thằng con mình nó chịu học và nó thích học. Bây giờ hai chồng thống nhất nhau, em phụ trách là em sẽ cho nó học cái gì, ok anh không cãi nữa. Còn vấn đề mà phát triển về thể lực thể thao thì em để anh phân định rõ ràng vậy. Đúng đi rồi, để rồi. Cho không có xảy ra sự tranh cãi. Đúng rồi. Em có nghe một thông tin đó là hai cha con đã từng tham gia một chương trình là cha con hợp sức. Anh có thể kể một chút xíu về những cái kỷ niệm với hai cha con của mình khi mà tham gia chương trình đó không ạ? Cái thực sự mà nói là cái chương trình đó nó quá hay. Lúc đó con mình lúc đó nó mới có 2 tuổi rưỡi thôi. Tưởng là chương trình, lúc đó chương trình mời là mình không tham gia, không dám tham gia tại vì nó nhỏ quá. Nhỏ quá anh. Chưa bao giờ mà mình giữ nó, mình cho nó ăn, mình cho nó ngủ. Chưa bao giờ từ lúc mà nó lớn, từ lúc sanh và tới lúc 2 tuổi rưỡi đó. Mình cũng ngại lắm, mình không biết nó chơi được không. Mình trước đó là mình cũng muốn là làm một cái clip gì đó mà để cho hai cha con có một kỷ niệm để sau này lớn lên. Tự nhiên cái chương trình mời thấy quá hay. Và phải nói bây giờ cứ hai cha con cứ rảnh là hoặc là gì đó là cứ lại lấy ra coi. Và mình chơi cái chương trình đó thì phải nói là mình mới phát hiện được con mình nó có những cái gì đó nó trưởng thành và rất là tự hào về cái chương trình mà nó chơi đó. Tụi nhỏ bây giờ nó rất là thông minh. Đúng rồi. Nó biết đúng. Rất là nhiều thứ đúng, luôn đúng. Đôi lúc nha, các bé nhỏ có thể nói ra được những cái câu mà là chỉ là những cái suy nghĩ thông thường của bé thôi mà khiến cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều luôn. Đúng rồi. Nó bây giờ nó khôn hơn hồi cái thế hệ trước như anh và thế hệ kiểu tụi em vậy. Dĩ nhiên cái tụi nhỏ nó càng ngày nó càng khôn hơn. Nó tiếp cận thông tin các thứ nhiều. Nhưng mà có một cái vậy nè, trong cái quá trình mà là nuôi dạy con á, ở thời điểm hiện tại đây nha, em nghĩ rằng là khi mà là trẻ con mà là muốn nó ngồi yên một chỗ á, họ thường hay cho coi tivi. Đúng rồi, quăng đó này nọ. Thì theo anh thấy là chúng ta có nên để cho bé tự do khám phá hay không, và chúng ta giới hạn bé hay là chúng ta cấm hẳn bé luôn? Đa số thì ba mẹ đều không muốn cho nó coi nhiều, tại vì thứ nhất coi nhiều là ảnh hưởng tới mắt thôi, và nó ngồi nó coi hoài thì nó không vận động gì hết thì nó cũng ảnh hưởng về sức khỏe. Nhưng mà mình đối với vợ chồng anh thì cho nó một cái iPad, chỉ tải những cái game gì đó nó học hành trong đó chơi và nó có bổ ích cho nó về sáng tạo. Tại vì thực sự mà nói về công nghệ thông tin hiện giờ, nếu nó tiếp xúc tốt thôi, có gì đâu. Mình hồi xưa mình không được, nhưng mà ở một cái hạn nhất định thời gian, có những cái nào nó thưởng đó, những cái nào mà nó ham thích quá thì mình sẽ
nói là nếu mà con được như vậy, con ngoan gì thì sẽ cho thêm chút xíu gì, hoặc là cho nó chơi game một tí thì cũng không có gì đấy, nhưng mà mình trong tầm kiểm soát của mình. Tụi nhỏ giờ nó học cái đó nhiều lắm đó nha. Em thấy em giờ nó nhảy, nó múa, nó hát cũng từ cái YouTube đúng ra đấy. Nên là khi mà mình cho em coi chương trình mình phải kiểm soát. Và ngay từ lúc ban đầu á, ngay từ lúc ban đầu là mình khống chế nội dung từ lúc ban đầu luôn, tập cho em nó coi cái gì từ lúc đó luôn để biết, chứ không đưa không phải là nè quăng cái bát là lên YouTube đi muốn coi thì coi. Đúng rồi. Cháu mình bị nè chứ đâu. Đúng bấm rồi. Vô coi nó coi gì qua muốn coi kể chuyện ma. Nó coi ma cái đâu nó sợ ma. Ngay cả đi vệ sinh cũng không dám đi, phải kêu bà đứng nó canh này nọ, nên là mình nó không, con không có coi này, và nó ám ảnh trong đầu. Mai mốt sẽ có nhiều thứ mà còn sợ hơn ma nữa mà con dám nói đó con. Bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần mang tên là vợ tôi vô số tội. Thế thì bây giờ anh thấy là chị nhà nên thay đổi một vài cái cá tính để cho anh cảm thấy nó thoải mái hơn. Anh có thể chia sẻ được không ạ? Vợ chồng nào cũng đều có cái vấn đề hết. Cái mà mình không hài lòng nhất ở cô ấy là cái sự nóng tính. Dạ. Quá nóng tính, và khi mà nói chuyện với nhau á, thường là cổ hay lên giọng, và cổ kiểu mình đi làm về cũng cực quá, cũng tội nghiệp bà xã mình làm rất là cực. Tính của mình thì mình lại không có chịu được, nhà mình nhắc nhở mình nói, nhưng cái tính của ấy thì nó khó thay đổi. Rồi cũng tưởng là gãy nhiều lần rồi đó, nhưng mà được. Chính nhờ đứa con. Dạ. Nó là một cái sợi dây mà hàn gắn, chứ vợ chồng nào mà không có con thì dễ bị đứt lắm. Bây giờ nó 6 tuổi rồi, mỗi lần ba mẹ mà có gì mà nó chỉ cần nghe cái giọng hơi lớn nó hiểu vấn đề nói chuyện. Thôi đi ba, thôi đi mẹ. Nó kiểu mà nó là cái người cản. Trời ơi, nói vậy thôi chắc chắn là anh về không thể nào bỏ vậy. Dạ. Có nó là thôi là phải nhịn hết. Anh thí dụ anh giận quá bây giờ, hồi xưa thì còn đứng lại này nè, bây giờ anh biết và anh im lặng và anh đi để cho anh bớt nóng, anh xuống. Rồi khi nào hết nóng là mình về chứ. Rồi mình coi camera, mình thấy nó ở nhà, nó kêu mẹ gọi điện cho ba đi, rồi nó khóc lóc vậy nè. Nó chính thì nó là một cái sợi dây gắn kết. Vậy thì ngoài cái nóng tính ra thì chị còn cái tính gì mà anh thấy cần nên sửa không? Là hay lục điện thoại, rồi coi tin, rồi kiểm tra. Mà của anh đúng không? Đúng rồi. Anh thấy cái đó là chuyện bình thường của phụ nữ mà. Anh thì anh thấy cái điều đó là nó không nên. Suốt bao nhiêu năm em lục thấy có gì không? Tại vì mình phải hoàn toàn tin tưởng nha. Em cũng vậy. Chắc là do anh em mình như đi làm công việc, đi quay, đi xa, đi này nọ đó. Tính em cũng giống anh á. Hiện tại thì vợ em không có lục tin nhắn của em. Nhưng mà thật sự thì ít khi nào mà cho vợ em đọc tin nhắn của em á. Nhiều khi mình xui sao lỡ có một cái tin nhắn gì mà trong ngày em đó như lục coi cái, nhưng mà mình không có gì. Đúng rồi đấy. Vô tình này đọc cái có. Thằng da mấy trong này anh có lừa túi rồi đó. Nếu mà mình đổi bát là chết nữa. Đúng vậy. Có nghĩa là thôi bây giờ đó, rồi coi đã xong rồi nè, rồi bỏ xuống là biết, là khi mà bỏ điện thoại xuống rồi mình cũng thở phào, nó là bà kiểm tra xong. Riêng bản thân mình, anh thấy là mình cần phải thay đổi cái gì không? Cái tật xấu nhất của anh là nghĩa là anh làm biếng công việc nhà. Hồi nhỏ anh là con út, bây giờ thì lớn lên lập gia đình thì có bà ngoại, cũng có chị người làm, nên là công việc nhà giống như là nói chung là mọi thứ nó an bài luôn rồi đó. Lau nhà, quét nhà, nấu nướng gì là mình không biết, và mình không có phụ giúp cái đó. Cái điểm đó bà cũng hay la gì đó, cái kiểu nói là anh không có phụ giúp công việc nhà này nó cái thứ, cũng hứa là sẽ sửa chữa. Bây giờ cái cô người làm nghỉ rồi thì bây giờ em dọn toilet, còn anh dọn dẹp phòng, lau chùi rồi các thứ, chia nhau ra, rồi giặt đồ thì bả giặt tay, mình bỏ vô máy giặt, mình giặt mình phơi. Bả giặt tay, mình bỏ vô máy giặt, mình giặt mình phơi. Nó cũng là chia ra công việc. Cũng chia ha. Bả giặt tay, mình bỏ vô máy giặt. Có làm đó, có bỏ vô đó. Không, nhưng mà ít nhất là giữa hai anh chị là có một sự phân chia công việc rõ ràng. Rồi, bây giờ sẽ là một phần tiếp theo, là một món quà mà chương trình dành cho anh. Có quà nữa hả? Dạ, có quà. Xin mời anh hãy hướng lên màn hình. Kiện Nhi Ốc Xua của dược phẩm OVC, ăn ngon ngủ khỏe, bé rẻ thông minh. Anh Thiệu Thủy nhà cũng không có nhiều tật xấu lắm, chỉ là mấy cái tật xấu nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như ăn xong rồi cái chén cũng để nguyên tại chỗ nè,
đó, không chịu dọn nè, đó đó, thấy là ngồi ăn là thấy bụng mình rồi nè ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái toilet là không bao giờ đụng tới luôn á, toàn là mình chà không à. Nhưng mà nói chung là cũng được, cũng biết phụ vợ, biết nhà đâu nhà, thay ra giường, xếp quần áo, nói chung là phụ nhiều lắm. À có một cái nữa, anh ngủ ngáy rất là to. Ví dụ như mà hả, xỉn vô một cái là bữa nào mà nhậu xỉn là thôi, không biết trời đất gì hết, là trời ơi, ngáy to, xúc động nhớ nhất. À cũng nhiều lắm, nhưng mà gần đây nhất là mình chạy xe ô tô, mình gây ra một cái tai nạn, đụng xe người ta, đụng liên hoàn ba chiếc rồi đó. Cho nên ảnh lúc đó chở đi chở con theo thôi, xong rồi gọi điện thoại một cái, ảnh nghe ảnh chạy lên liền mà không hề la mình một tiếng nào hết, hoàn toàn lên là chỉ có bình tĩnh giải quyết sự cố và hỏi han hai mẹ con có vấn đề gì hay không. Nói chung là hả, lúc đó cũng chở theo hai cô bạn khen tắm tắt, nói trời ơi sao mai có người chồng lý tưởng vậy, gặp mà người khác là chắc lên là la té tát. Mình không có lo, đúng là anh lo hết. Thì lúc hôm đó thì mình cảm thấy là giống như là ảnh là một cái chỗ dựa tinh thần cho mình, một cái trụ cột trong gia đình, một cái nơi mà khi mà mình có vấn đề gì đó xảy ra, ảnh sẽ là người luôn che chở. Buồn hả, thì trong gia đình mà hai chồng sống với nhau thì lúc nào cũng phải có những việc lúc vui lúc buồn. Buồn thì cũng có, nhưng giống như là bé nó bị bệnh á, bé ốm á, là hai vợ chồng lúc nào cũng giống như là không có cùng chung một chí hướng trị bệnh cho bé vậy đó. Mình thì làm trong ngành y mà ảnh giống như ảnh lo lắng cho bé quá, cái thành ra ảnh không có tin tưởng mình luôn. Cho nên hả, mỗi lần bé mà bệnh ốm là cứ đưa vô bệnh viện nhập viện, bác sĩ lo để mà gia đình khỏi phải xào xáo cãi nhau ở nhà. Người thì phải muốn giống như bé sốt, người thì muốn bé uống thuốc hạ sốt, người thì lại sợ bé uống hạ sốt đó, nhiều quá ảnh hưởng bé. Tức là thế là cũng cãi nhau, cũng vấn đề hạ sốt cho con thôi. Thật ra thì thầy phải nói là thầy Hiệp á, là thầy giáo của mình luôn, thầy giáo dạy thể dục của mình năm cấp 3. Mình ra trường rồi bắt đầu thầy trò mới liên hệ lại với nhau rồi làm quen. Thì mình thích nhất là ở điểm là thầy lớn hơn mình nhiều tuổi, một người trải nghiệm, một người đàn ông chín chắn, có thể gọi là chững chạc dẫn dắt mình, che chở đùm bọc mình. Lớn hơn nhiều tuổi nên cưng chiều nè, rồi mình thích làm nũng. Nói chung là mình thì cảm thấy những điều đó phù hợp với lại một người chồng lý tưởng gia đình, thì mình chọn ảnh. Cái lời mà nhắn nhủ dành cho ông xã mình á là khi mà trong một cái gia đình hai người cùng lớn tiếng với nhau thì một người á hãy chịu khó dừng lại, bình tĩnh đứng lặng lại để mà cả hai cùng nhau vượt qua cái lúc mà mình nóng giận nhất. Ví dụ như là không có để cái rạn nứt cái tình cảm hơn, hãy cùng nhau cố gắng kiềm chế cảm xúc bản thân vào cái thời điểm mình nóng giận nhất, là cái lời mà nhắn nhủ của mình dành cho anh Hiệp. Nếu có một điều ước á thì em ước gia đình mình luôn hạnh phúc vui vẻ bên nhau, anh luôn giữ sức khỏe để có thể cùng em sinh thêm nhiều đứa bé nữa. Vì nhà mình chỉ có một mình bé Bo nên cảm thấy hơi bị ít nè. Anh đi quay hay là anh đi xa, những lúc như vậy thì anh hãy nhớ là lúc nào cũng có em và Bo ở bên cạnh anh nha. Ba ơi cố lên. Ba ơi cố lên. Trời ơi sao mà nó dễ thương dữ vậy trời. Ba ơi cố lên. Ủa vậy mình thấy đâu nóng tính gì đâu ta. Ừ em thấy chị hiền mà. Hay là chắc chưa đụng chuyện à, chắc là máy quay nên là cô ấy vậy đó chứ. Thì sau khi mà lần nghe được tâm sự của vợ rồi thì anh có muốn nhắn gửi điều gì cho chị không ạ? À? Xin mời anh.
À, thì nãy giờ cô ấy nói thì những cái đó cũng đúng á. Hai chồng cũng gây gổ nhau về mấy cái chuyện đó. Mình là lớn hơn. Khi mà cô ấy nói những cái gì đó nó hơi... Mình cảm thấy như vậy là hổn. Và mình cảm thấy máu mình nó lên đầu. Hơi nóng giận. Chỉ mong là em thay đổi những cái gì mà anh cũng đã nói với em rất là nhiều. Để cho vợ chồng mình được hạnh phúc hơn. Nhiều đó là đủ rồi. Nãy có sự xuất hiện của con Bon luôn kìa, có nhắn gì cho nó không? Bon, đối với Bon thì là ba rất là tự hào về con. Con là một đứa trẻ thông minh, con rất là ngoan và nghe lời, và đi đâu được cô chú bác đều rất là khen và thương. Và chỉ mong con là luôn khỏe mạnh, học giỏi,